Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản là tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một dự án 2 căn ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nha mọi người. Với 2 căn nhà này thì Ngọc Ánh sẽ quay một căn nhà ở phía bên trong để gửi cho quý vị. Đặc biệt cái căn bên trong này thì có cái ngõ riêng để đi vào nhà nha mọi người. Ngõ này thì sử dụng riêng cho cái ngôi nhà này thôi. Và với cái thông số nhà thì hướng nhà là hướng Đông Nam, đã hoàn thiện xong đầy đủ, chỉ việc dọn đồ về ở ngay. Với cái vị trí của nhà này thì xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học, đáp ứng đủ với những cái tiêu chuẩn mà quý khách hàng mong muốn, gần với chợ, gần với trường. Với vị trí này gần với lại cái dự án mà Vinhomes Smart City quý vị ạ, cách với bến xe Mỹ Đình mà Ngọc Ánh vừa đo trên Google Maps nó khoảng tầm 4,5 km trên Google Maps nha mọi người. Đó. Và với cái căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong xuôi đầy đủ, chỉ việc dọn đồ về ở. Ngõ trước nhà thì 2 mét, cách với trục đường ô tô khoảng tầm 20 mét thôi mọi người ạ. Cách với trục đường ô tô 20 mét, đi lại vô cùng thuận tiện. Với căn nhà này sổ đỏ đầy đủ, chính chủ bàn giao nhà ngay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt đầy đủ. Ngọc Ánh xin nhắc lại với cái vị trí này nó thuộc với lại phường Tây Mỗ mọi người nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội mọi người ạ. Và đây là cái thiết kế của ngôi nhà như sau. Tầng 1 Vân Ngọc Ánh đang đứng. Với cái phần hoàn thiện gần như là đã được hoàn thiện xong, chỉ việc dọn đồ về ở. Và cái căn nhà này thì nó có một sự đặc biệt như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, đó là nó có một cái ngõ riêng vào nhà mình. Đó, rất là hợp lý nha mọi người. Với cái thiết kế của cái ngôi nhà này, nếu như mà quý vị nào mà về muốn thiết kế ở đây là bắn một cái mái ra đây thì có thể mọi người có thể để xe ở bên ngoài mà không phải dắt vào bên trong nhà mọi người ạ. Rất là thoáng. Cửa chính đây là cửa sắt nha mọi người. Và cái phần tầng 1 thiết kế như sau nữa. Ngoài cái phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách mọi người ạ. Đó, thì là còn phần phòng bếp đều đã được hoàn thiện xong đầy đủ rồi. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Đây, mọi người có thể nhìn thấy tủ gỗ An Cường này, chống cong vênh mối mọt. Đồng thời phụ kiện bếp đã được lắp đặt đầy đủ, chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa nha mọi người. Quan trọng nhất là vị trí mọi người ạ. Nếu như quý vị nào đang mong muốn tìm cái nhà mà gần với lại bến xe Mỹ Đình, gần với lại những cái tiện ích của Vinhomes Smart City thì chắc chắn là quý vị cũng biết rồi. Thì và cái căn nhà là hướng Đông Nam thì mọi người có thể cân đối. Và cái giá chào bán của căn nhà này là 2 tỷ 850 triệu đồng, đồng thời có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Vậy thì nếu như mà quý vị có chỉ khoảng tầm 1 tỷ cho tới 1 tỷ 200 triệu đồng thôi là quý vị đã có thể sở hữu căn nhà này rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị trong vòng tối đa là 20 năm và tối thiểu là 3 năm với những lãi suất ưu đãi nhất nha mọi người. Và lãi suất ưu đãi như thế nào thì quý vị gọi ngay cho Ngọc Ánh nhé. Tiếp theo, phần tầng 1 ngoài phần phòng khách và bếp thì còn có một phòng vệ sinh nữa nha mọi người. Phòng vệ sinh thì đáp ứng đầy đủ bồn cầu cũng như là hệ thống vòi nước, vòi xịt và cái hệ thống máy bơm nước tự động lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà nha mọi người. Cái gạch lát nền của ngôi nhà thì là kích thước gạch 60-60. Đây mọi người có thể nhìn thấy ở phía tầng 1 đây, phần phòng khách là toàn bộ trần thạch cao đã được lắp đầy đủ này, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm âm trần này, rất là hợp lý nha. Diện tích nhỏ xinh nhưng mà đáp ứng đầy đủ cái công năng sử dụng cũng như là cái tầm giá bán rất phù hợp với cái thị trường hiện tại mọi người nha. Tiếp theo, đây chính là cái phần cầu thang để đi lên giữa ở phía phần tầng 1 và tầng 2. Thì đây mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ mặt bậc của bậc cầu thang là được ốp đá granite. Và cái tay vịn cầu thang, đây mọi người có thể nhìn thấy giúp em nha, là toàn bộ là thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Vậy thì trên tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng trên nha. Mọi người, với trên tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế là mỗi tầng một phòng ngủ rất là rộng, đồng thời là có ban công hướng ra phía bên ngoài nha mọi người. Đây, hướng nhà là hướng Đông Nam rất là mát. Và đây chính là phần ban công mọi người ơi. Đó, có hẳn một cái vườn bưởi đằng trước nhà rất là thoáng ạ. Và cái phần phòng ngủ đây rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ đạc nha mọi người. Đó, phần phòng ngủ thì chủ đầu tư cũng hoàn thiện xong cơ bản rồi. Với ngôi nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Và phòng ngủ này thì thiết kế theo kiểu master, là có phía phòng vệ sinh ở phía bên trong nữa mọi người ạ. Đây là phần phòng vệ sinh. Mọi người theo em. Đó. Nhỏ xinh, hợp lý, thiết kế vô cùng tiện lợi. Bồn cầu này, hệ thống sen kê tắm nóng lạnh này, hệ thống lavabo bàn đá rất là đẹp nha mọi người. Và hệ thống nước ở đây cũng được sử dụng rồi, đầy đủ hết rồi mọi người ạ. Đó, cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây. Rất là thoáng. Cửa nhà vệ sinh thì được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, và các cửa thông phòng thì được thiết kế là cửa gỗ. Nói chung quan trọng nhất là như vị trí Ngọc Ánh chia sẻ rồi. Vị trí thì nó rất là gần với lại Vinhomes Smart City. Với cái căn phòng ngủ này, chủ đầu tư cũng lắp đặt đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi nha mọi người. Đó, hoàn thiện gần như là tới 99% rồi, chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Và mọi người ơi, đây chính là phía tầng 3 của ngôi nhà, được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Cũng gồm một phòng ngủ này, ban công mở hướng ra phía bên ngoài và một phòng vệ sinh. Thiết kế tương tự, phòng nào cũng được lắp đặt đầy đủ hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng. Và cái căn phòng vuông vắn thì rất dễ dàng kê đồ. Đó. Với cái vị trí căn nhà này thì xung quanh chợ trường đầy đủ. Cách với Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ thì nó chỉ khoảng tầm 400 m thôi mọi người ơi. Đi lại rất là thuận tiện ý. Với cái vị trí này mà đi ra chợ thì vô cùng gần. Như Ngọc Ánh vừa đo thì nó khoảng tầm 200 m thôi mọi người ạ. Tiện vô cùng luôn. Với quý vị anh chị nào mà vẫn theo dõi thường xuyên kênh của Ngọc Ánh thì biết rằng là cũng khá là nhiều người muốn quan tâm đến cái vị trí gần khu vực bến xe Mỹ Đình, thì căn nhà này là một căn nhà mọi người có thể cân đối và lựa chọn. Đó, đây là phần tầng 3 rồi. Vậy thì còn phần tầng 4 nữa, mời mọi người theo em lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà. Với cái tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như sau mọi người ạ, được thiết kế giống hệt với lại tầng 2 và tầng 3 như vậy. Tổng quan ngôi nhà này là có 3 phòng ngủ riêng, 3 phòng ngủ rộng, có ban công, 4 phòng vệ sinh nha mọi người. Đó, mọi người thấy không ạ? Đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng. Với 30 m, cái diện tích thực sự nghe nó không phải là quá lớn. Nhưng mà với cái công năng sử dụng như thế này thì nếu như quý vị nào mà cảm thấy phù hợp thì có thể chấm cho em một phần dưới comment nha. Hoặc nếu như mà mọi người muốn góp ý thêm thì có thể chấm ở phía dưới phần bình luận. Đó. 30 m, thiết kế là 5 tầng, 3 phòng ngủ riêng, 4 phòng vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi. Và qua cái vị trí thì cực kỳ tiện lợi, đi lại thì rất là hợp lý. Vậy thì còn chần chừ gì mà quý vị không gọi ngay cho Ngọc Ánh? Với cái hướng nhà là hướng Đông Nam thì cũng rất là mát nữa. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Với cái căn nhà này giá cũng vô cùng hợp lý so với cái khu vực hiện tại mọi người nha. 2.850.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đây là phần tầng 4 rồi, vậy thì tầng 5 của ngôi nhà là tầng cuối cùng của ngôi nhà thì thiết kế như thế nào? Mời mọi người khám phá nốt tầng 5 cùng em nha. Với tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế như sau mọi người ạ. Khi mà Ngọc Ánh vừa bước chân lên thì rất là mát, bởi vì ở đây cửa một hướng vào phía bên trong, và ở đây này mọi người có thể nhìn thấy ở đây là phần khu vực để máy giặt riêng. Đó, có cửa sổ này. Đó, rất là thoáng. Có phòng thờ ở trên phía tầng 5. Đây mọi người nha. Phòng thờ nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý. Có các cửa hướng ra phía bên ngoài. Và phần còn lại là phần sân phơi. Đây nha quý vị. Đây mọi người có thể nhìn giúp em. Từ cái vị trí của cái căn nhà này mà đi ra tới trục đường chính Tây Mỗ, nó chỉ khoảng tầm 100 m, hơn 100 m một chút xíu thôi mọi người ạ. Xung quanh thì đầy đủ tiện ích sinh hoạt, đầy đủ hết. Đây quý vị có thể nhìn thấy luôn, ở đây chủ đầu tư lắp đặt sẵn bồn nước cho mình rồi nha. Đó. Và quý vị ơi, nếu như mà mọi người xem video của Ngọc Ánh thấy hay thì nhớ bấm like, share cũng như là đăng ký kênh ủng hộ em. Nhớ là bấm vào nút like ủng hộ em nha. Và mọi người có thể bấm đăng ký kênh để có thể là những khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ bên Bất Động Sản Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.